Dạ xin chào bà con Thắng ở cây giống tâm phúc ha Ngày hôm nay là quay clip này Có một lời cảm ơn rất là sâu sắc đến quý bà con đã ủng hộ cây giống bên em Và từ cái tiền lợi nhuận của bà con Thắng trích ra để đây là mua gạo ha Mua gạo là tặng cho những bà con, những người thân thuộc và những người còn nói chung là hơi khó khăn có thêm bữa cơm đỡ phải lo ở đây là thắng tuổi nhỏ làm việc nhỏ tùy sức của mình có ba mươi ba phần một phần như thế này là 10 kg. thì thắng chia ra ba pha phần ha mười kg nó tượng trưng cho là tiền tài bốn mùa thì thắng nói chung là cũng xúc động lắm chính người cầm máy quay phim cho cô chú ta đang quay nè cũng không hiểu nữa tại sao mà mình không làm ngay gầm lớn hay những ngày thường người ta sẽ phát tâm người ta làm từ thiện còn riêng thắng là khác tại vì cô chú biết mà mình tập trung hết vào ngày đó thì những ngày bình thường không ai làm thì nó lại thiếu ngày đó nó thừa đi thì góp cuộc ra nó không còn ý nghĩa nữa nên thắng chọn cái cái thời điểm này là không có ai làm hết trơn á mà thắng nghĩ cũng không lớn lao gì hết chủ yếu là mình gửi thêm cho bà con mình có một ít gạo nấu cơm ăn vậy thôi không có nghĩ nhiều và riêng thắng khi làm những cái vấn đề này là thắng không có quay phim chụp hình lại những người đó tại vì con nói thật cô chú nha với cá nhân con khi mình làm mình chụp người ta vậy mình đang nâng cao cái bản thân mình lên nhưng mà mình hạ thấp người khác xuống mà con dụng từ nặng hơn là có thể mình đang xỉ nhục ta nữa nên con không làm con chỉ quay là cô chú biết cái từ cái đồng lời mà cô chú mua cây ủng hộ con á là con phát tâm con tặng gạo cho những người còn khó khăn vươn lên và những người thân những người có giúp đỡ cho con vậy thôi à, chứ không có nhiều và gạo này con nói nha cái đúng là con nói rất nhiều lần là cái của cho không bằng cách cho gạo này là gạo lài thái mà loại đặc biệt nhà con thường ăn là 16.000 kg thì con cũng mua để tặng cho mọi người là cũng gạo lài thái cũng đúng cái loại nhà con ăn luôn nếu một bao này nhà con ăn là khoảng gần một tháng mới hết đó cô chú nhiều người nói con điêu nhưng mà thật chất thì có những ngày đó con nhà con làm việc mệt quá thì ra kiếm một tô cháo lòng hoặc là một tô hủ tiếu gõ ăn cho xong buổi Ít nấu cơm nhà. Nên một bao 10kg này nhà con ăn tháng đó. Năm nay là cảm ơn cô chú thôi. Thì à, bà con ở gần xa. Một lần nữa con cảm ơn rất nhiều. Đã ủng hộ cây giống bên con. Và một điều khi mà con bán cây giống này. Con không biết giúp được bà con hay chưa. Nhưng mà con được một cái bà con mang lại cho con là. Con ở gần gũi gia đình mình hơn. Con không còn đi lông bông nữa thời gian trước đây á con là một năm con rất là ít ở nhà còn bây giờ hầu như con ở nhà không gần gũi gia đình tình cảm thì nó nó sẽ nâng lên đó cô chú nên con cảm ơn bà con một lần nữa rất nhiều dạ xin cảm ơn